Hello, xin chào các bạn và các cô chú bác và quý vị khán giả. Hôm nay thì phải nói là có một chuyện rất là hoang mang và rất là buồn. Nhưng mà trước khi tâm sự thì để em vào em lo cái bụng em trước cái đã. Ở đây là nhà hàng này là mình được ăn ở ở ngoài chờ, không cho vô ăn nữa nhưng mà mình có thể ra ngoài mình ngồi. Thì để em vô thử coi có cái chỗ nào trống hay không rồi em sẽ tâm sự với lại mọi người nhé. Nhà em đã vào được trong cái nhà hàng rồi. Thì cái chỗ này đó là mình được ngồi ở ngoài chứ mình không được ngồi trong nữa. Ở ngoài đây là cái bàn, ở đây nó cách nhau khoảng đâu rất là xa, cả đâu gần 2 mét, 2 mét đó các bạn. Thì buồn quá với lại không muốn về nhà cho nên chạy ra đây ngồi ăn cái thử cái miếng mà steak đó. Thì ở đây em nghe thử cái âm thanh đó thì nó không có rõ lắm, thì tí nào vô xe em sẽ kể về cái chuyện buồn cho mọi người nghe nhé. Cái chỗ này mà từ hồi mà đóng cửa tới bây giờ đó, bây giờ mới được ăn lại. Thì cái này là cái món salad. Ngon lắm. Các bạn biết không? Cái chuyện này á là rất là buồn và rất là hoang mang. Tí nữa em sẽ tâm sự với lại các bạn. Bây giờ em ăn trước cái đã. Ở đây nó ồn quá, xe đổ xa lưng chạy á, nghe không có rõ đâu. Giờ cho nên chị em quay cái sơ sơ những cái món ăn cho các bạn thấy. Rồi tí nữa mình sẽ vô xe mình nói chuyện nha. Mấy món đồ ăn đó đã ra đầy đủ rồi nè các bạn. Lâu lắm rồi mới ăn lại mấy cái món này. Không biết nó còn ngon. Wow, coi nè. Cái này là khoai bằm, rất là ngon. Còn cái này là thịt bò steak, mà nó loại chiên nha các bạn, chứ không phải là loại hay là loại chiên giòn đó. Này các bạn thấy không? Đây là loại chiên giòn. Còn có thêm bánh mì, đó là đây là bánh mì tỏi. Ngon. Lâu lắm rồi đó em mới ăn lại, công nhận ngon thiệt. Hôm nay á, hồi nãy là em đang trên bệnh viện rồi có một người chị báo tin, nghe rất là hoang mang và rất là buồn luôn. Buồn mà không muốn về nhà luôn á. Tí nữa em sẽ tâm sự với các bạn. Cái này là những trái bí mà họ đem luộc xong rồi họ xào lại nha các bạn, rất là ngon. Thường thường em ăn salad á là em hay ăn Thousand. Ngon không? Còn cái món này đó là khoai tây bằm. Rất là ngon. Khi mà mình cắt cái miếng thịt bò đó các bạn cũng phải có một cái kỹ thuật. Tới cái nhà hàng này thì có mình em là Việt Nam thôi, mấy người kia là Mỹ, thì họ nhìn em dữ lắm.
rất là ngon. Các bạn biết á, khi mà mình đặt cái tâm huyết vào người mình yêu thương, thì khi mà mình phát hiện ra cái chuyện mà mình chưa từng biết á, thì cảm giác rất là buồn, phải không? Để một tí nữa em sẽ tâm sự với lại các bạn nghe về cái sự kiện. Em ăn tí nha, tí năm giờ xem sẽ kể chuyện cho nghe. Ăn một phần cho nó. Rửa tay cái. Cái gì cũng phải kỹ hết á các bạn ơi. Trời nóng quá. Anh nở mới lạnh cái. Cái này xài mấy lần rồi, chắc là phải dục thôi. Hoang mang đến nỗi cái máy lạnh ấy sao đó các bạn. Thường thường mình không cần thiết phải mở, tại cái xe em á được hai cái máy lạnh, cho nên chỉ cần mở máy trước thôi, của tài xế thôi, còn cái sau thì không cần phải mở. Mà hoang mang đến nỗi em quên mở luôn cái sau luôn. Thì hồi nãy thì ở trên em đang trên bệnh viện, thì có một chị nhắn tin thông báo về cái chuyện sùm đó. Thì em nói về chuyện gì chắc là các bạn cũng đoán được một phần nào đó rồi, nhưng mà không biết sự thật như thế nào. Thì chắc có lẽ là trong đó có một cái chuyện hiểu lầm gì đó giữa anh A và anh B. Còn nếu như mà bây giờ mình nói giữa anh A với anh C đi, cái anh B đứng cánh giữa, nhiều khi cái lời nói đó truyền qua từ anh A cho tới anh C đó, thì nó không có ăn khớp, hay là nó có cái nghe cái gì nó không chính xác á, thì anh A với lại anh C lại hiểu lầm với nhau, lại giận nhau. Thì cái đó thì chắc có lẽ là cái chuyện hiểu lầm nho nhỏ mà anh A và anh C hiểu lầm, vì cái người đứng chính giữa cái lời nói không có đúng chính xác, hoặc là cái giải thích không chính xác, hay là nói lên những không có đúng, dùng đúng từ ngữ, thì có lẽ là anh A sẽ giận anh C, anh C sẽ giận anh A. Thì cái này em nói như vậy không biết các bạn có hiểu không, mọi người có hiểu không. Thì nói chung là cũng rất là buồn khi mà thấy anh A với anh C giận nhau, thì chắc có lẽ là sớm muộn thì cũng về thôi. Nhưng mà có một anh D nữa gọi điện thoại cho anh A là thâu lại những cái lời nói đó. Thì không biết nó như thế nào mà tại sao mà phải thâu. Mà cái cách nói chuyện em nghe đó, em nghe cái đàm thoại đó, hình như là cái này là cái sự cố tình để mà thâu lại. Thì giống như cái chuyện mà của Mai Phương gì đó. Thì lúc mà Trương Bảo Như tới, thì quay những cái clip mà má Mai Phương chửi Mai Phương, đánh đập rồi chửi bới gì đó, thì cái đó là cái sự cố tình để mà dàn xếp để mà làm cho mình quay cái đó. Thì cái giống như cái phần mà anh D gọi tới anh A vậy đó, là thâu âm lại. Anh D gọi tới anh A, rồi anh D nói về anh C, nói về anh C thì làm cho anh A tức lên. Thì anh A sẽ khi mà người ta đang buồn, anh A với anh C đang buồn cái vụ gì đó, thì chỉ cần anh D nói thêm vài chữ vô thôi thì anh A lại tức lên, thì nó nói thêm vô thôi. Nhưng mà cái cuộc mà thâu âm này đó, thì hình như là cái sự cố tình. Và em cũng không muốn nói gì nhiều về cái vấn đề này, tại cái này giống như là
theo em nghĩ đó, đó là một cái chuyện hiểu lầm gì đó giữa anh A và anh C. Còn thêm một cái một người anh E nữa đi, anh E đã bỏ đi, thì cái sự mà anh E mà bỏ đi đó là cái sự này là bên bên bà con của phía anh E đó, nghe nói là cái thông tin em nhận được là bà con của anh E đó đã cũng như là đã bàn với lại anh C, đã bàn với lại anh C rồi, thì cái đã bàn đó cả tháng rồi, thì nhiều khi người ta đã dàn xếp sẵn rồi thì tới giờ tới lúc thì phải đi thôi. Chẳng hạn như bây giờ em đi về Việt Nam đi, em đặt vé là tháng 8 đi, thì bây giờ em đặt vé đâu ai biết đâu, đúng không? Thì đến lúc mà em lên phi trường em bay về tới Việt Nam rồi thì các bạn mới biết là em bay. Thì có người khác, ví dụ mình bay về tới đó là cái người ta đột, ơ thằng này nó bỏ trốn, à hay là thằng này nó bỏ trốn, thì cái câu chuyện là nó tương tự giống như vậy. Thì em nói như vậy đó, chắc có lẽ là có một số người không có hiểu đâu, nhưng mà thật sự ra đó là cũng rất là buồn vì anh A với anh C đang giận nhau. Thì để tìm cách nào để mà giải hòa giữa anh A và anh C thì sự việc nó sẽ tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người thôi. Cho nên để xem xét lại cái tình hình như thế nào, để em chờ vài bữa nữa coi bên anh C đó có lên tiếng gì về anh A hay là lên tiếng gì về anh E hay không. Còn cái vụ mà anh D mà gọi mà điện thoại mà thu âm đó, thì cái này mà em nghĩ là cái việc này là cái việc cố tình chứ không phải là kiểu như là bình thường đâu. Thì cái đó thì chuyện đó thì em không biết, nhưng mà mình cũng không nên làm như vậy. Mình đã thí dụ như mình có cái chuyện gì sai trái đó thì mình cứ thu âm, nhưng mà mình để đó thôi chứ mình không cần thiết để mà đưa lên cho cộng đồng nghe hay là nói về cái đó, thì cái đó cũng không nên lắm. Cho nên hy vọng là anh A với lại anh C sẽ có ngày hồi lại với nhau, vui vẻ lại với nhau, thì nó sẽ mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Còn cái sự thật mà bên trong giữa anh A, anh C và anh E đó, và thêm một anh B nữa, thì nó như thế nào thì chỉ có người trong cuộc họ mới biết thôi. Thì thời gian, các bạn cứ chờ thời gian đi thì sẽ trả lời thôi. Cho nên bây giờ mình cũng khoan dội, mình tin hay là mình khoan dội, mình bình luận, mình phán xét cái đã. Bây giờ mình phải chờ anh A lên tiếng và anh C lên tiếng cái đã. Thì hai người đó là hai người giai chánh, thì thường thường mình phải chờ giai chánh lên tiếng đi. Còn những cái người mà ép anh, những cái người mà ngoài cuộc đó mà lên tiếng đó thì cái sự việc đó nó lại khác một tí xíu nữa. Cho nên dù sao đi nữa thì cũng nên hòa giải lại với nhau, chứ đừng có mâu thuẫn mà hiểu lầm nhau như vậy. Thì không biết cái chuyện em nói gì vậy đó, các bạn, mọi người có hiểu em nói về cái vấn đề gì hay không. Nhưng mà nếu như người nào mà hiểu em nói đó thì sẽ biết em nói về ai, về vấn đề gì. Thì cái đó là cái chuyện buồn, rất là buồn luôn, rất là hoang mang luôn, và rất là sốc nữa nha các bạn. Thì nó có rất là nhiều chuyện nó bí ẩn bên trong, nhưng mà mình cũng không nên mà khui ra, hay là mình cũng không nên mà cũng như là mình cố tình gài để cho người ta khai hay này nọ. Thì những cái chuyện mà người ta chọc tức để cho cố tình để cho mình nóng, mình khai ra đó, thì cái đó này nó không có hay lắm. Thì thôi em chỉ nói bấy nhiêu thôi. Thì những người nào mà đã nghe ra được cái cốt chuyện này đó, mà hiểu được đó, thì đã biết em nói tới ai. Thôi em không muốn nói thêm nữa, vì cái chuyện này là mình chưa có sáng tỏ, chưa có rõ ra được cái những cái chuyện gì cả. Thì mình cũng không dám nói bậy, và mình cũng không dám quyết định phán bên ai, bên A đúng hay là bên C đúng. Thì tất cả mọi chuyện để tùy duyên nha các bạn. Thì để mình xem lại coi những cái tình hình trong thời gian sắp tới này sẽ như thế nào. Vì sóng gió mà, gió thổi lớn quá thì sóng nó lớn thôi, mà sóng nó lớn quá thì thuyền nó sẽ lật. Thì cho nên em nói như vậy thôi. Em xin kết thúc cái video tại đây. Tuy rằng có nhiều người nghe em nói như vậy á sẽ không có hiểu đâu, không biết em nói gì đâu, nhưng mà từ từ sẽ hiểu em, ý em nói về cái gì. Thì các bạn sẽ từ từ sẽ hiểu nha. Em thì phải nghe hai bên,
phải nghe được bên A và bên anh C nữa, thì lúc đó em mới phán đoán ra sự thật nó như thế nào, và kiếm luôn anh E để ra nói chuyện nữa thì phải mới biết sự thật nó như thế nào. Nhưng mà theo em biết là cái này là cái chuyện hiểu lầm nho nhỏ thôi, giữa có thể giữa người A và người C, tại vì cái người B mà lên tiếng thì nó lại khác nữa. Thì giống như các bạn biết đó, khi mà mình kể cái cốt truyện nào đó mà tới khuyên cái người khác nghe đó, mà họ kể là người khác nữa đó, thì cái cốt truyện nó lại khác nữa. Cho nên mình cũng không biết như thế nào. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây nha. Em không muốn nói thêm gì nữa, để em tìm hiểu coi nó như thế nào. Thì thời gian sẽ cho các bạn biết cái sự thật nó như thế nào nha. Các bạn thấy không, nãy giờ vừa tin nhắn, vừa bên Facebook nhắn tùm lum hết, là về vụ cái chuyện mà A với C đó, thì nó tùm lum hết. Thôi em xin kết thúc cái video tại đây. Và nếu như có yêu thương em thì hãy share và bấm like và nhớ đăng ký giùm cho em nha. Và các bạn nếu như mà biết được em nói về cái cốt truyện này về ai thì xin đừng có bình luận nha, đừng có bình luận tên ra, thì để mình xem xét lại coi nếu như có sự việc như thế nào. Thì các bạn nghe xong cái cốt truyện này thì chỉ để trong lòng thôi, chứ đừng có bình luận tên ra thì mất công là phiền lắm. Không phải mà phiền, nhưng mà mình chưa sáng tỏ được cái mọi việc, mà mình cũng không có nên để mà mình nói cái tên ra được. Thì em cảm ơn các bạn nhiều lắm đã luôn luôn ủng hộ em. Thì em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nhé. Bye bye.